Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với một cái game thế giới đua xe. Và trong này thì bạn sẽ điều khiển một chiếc xe Tiguan trong một cái thế giới toàn những cái đường đua siêu khổng lồ. Đấy, các bạn nhìn này, cái đường đua quá siêu khổng lồ. Đấy. Wow, chúng ta tăng tốc. Và chúng ta sẽ làm một quả lên trên thật cao, tăng tốc thật nhanh. Chúng ta có thể đổi xe. Ok. Đang là một con xe địa hình bánh rất to. Trời ơi. Xoa chưa? Đấy, chúng ta sẽ tích đủ cái xe kia và lại phun trực tiếp, phun nhanh luôn. Đấy. Nước chờ. Khi ta phun nhanh thì cái hình ảnh nó cũng thay đổi. Wow. Wow. Xa. Đổi. Ok. Một chiếc xe màu xanh và đi vào đây nó sẽ chuyển cánh các bạn. Thời gian rơi của chúng ta là 4 giây 58. Tốc độ chết người. Đấy, các bạn có điều khiển lên. Ok, hết xét rồi, đã phải tích xét rồi. Lại là một cái vòng tròn tử thần. Đấy, chờ. Âm nhạc của game cũng là nhạc rock. Nhạc rock cái tinh thần sảng khoái. Quả cầu bay. Gần được. Gần được rồi. Nào, ăn lại. Vẫn chưa phá được kỷ lục. Là một quả cầu vồng nha. Chuyển cánh. Chuyển cánh. Để xe nha. Ôi giời. Tôi gọi container. Rồi, lên cái tàu đấy nha. Lên luôn. Chưa cao. Đây rồi. Vào đây. Hết tốc lực. Chơi quá nhanh. Đây là một thành phố rất nhiều chướng ngại vật để có thể leo lên. Đấy, quá tốc là vẫn chỉ được 4:20, không qua được cái kỷ lục vừa rồi. Hết vào mơ. Có xe nhé. Wow, đây là xe pháo. Chuyển cánh không đi đâu rồi. Chuyển cánh. Ta về ngôi làng cũ kỹ. Ok, chúng ta thử chuyển cánh xem đi đâu nha. Bình nguyên vô tận. Bình nguyên vô tận. Xe chạy rất là mau nữa.
dường như đây là một con đường. Hết tốc lực. Wow, 480. Cái đấy bán cả túi, 20.000 một túi. Có bán lẻ. Bán lẻ thì giờ chỉ bán ở ngoài, nó không bán lẻ ở trong. Con xe túi đấy. Con xe này có bánh màu tím nha. Có súng pháo. Nhưng mà hình như không có chức năng bắn. Đấy, rồi súng nha. Rồi xe nha. Siêu xe Ducati. Đây là game Porsche Open World nha các bạn. Wow, quá là kinh khủng. Con đường này quá là kinh khủng. Không đi được rồi. Đổi xe rồi. Hết xe rồi các bạn. Hết các loại xe rồi. Mình lại trôi xuống. Ok, tôi xuống thì xuống. Xuống thì xuống. Xem là một quả bay rồi. 4:80 trên không đang là kỷ lục của chúng ta. À, chúng ta đã hết. Hết. Xét. Đây là một thành phố rất rộng lớn. Đấy, và chúng ta có thể chuyển cánh rất nhiều nơi. Chuyển cánh. Wow. Dốc quá là không đi được nha các bạn. Dốc quá là không đi được đâu. Quá kinh khủng. Ở ngoài đời thì những cái con dốc này chúng ta không thể đi được nha. 100 điểm. Có rất nhiều ô chuyển cánh như chúng ta. Và cũng có rất nhiều nơi chúng ta chưa tìm đi qua như là núi này. Đấy, có thể đi ra chỗ núi xem như này. Thành phố, lâu đài, nhà dân. Đấy, cây cối, ok. Đấy, đi vào trong lâu đài. Và trong lâu đài. Lâu đài cũng vậy. Đâm tung cái này được không? Ồ, đâm tung được luôn. Cái hộp đấy chúng ta có thể đâm tung được luôn. Cầu đá. Đáng gì? Đáng gì? Đáng gì? Pha ngã xe vô cùng nguy hiểm. Trên góc phải bản đồ có một cái bản đồ nhỏ để theo dõi xem chúng ta nằm ở đâu. Một lâu đài rất là đẹp. Chuyển cánh à. Ui, như đang ở đỉnh núi. Chính xác. Không có lên được núi không ạ?
phu, thế được luôn. Ngọn núi này giả lập toàn những hình vuông góc cạnh nhé. Chúng ta đang lên đỉnh. Woo, vào đây là đỉnh núi. Wow, lâu đài. Không tin chung mình rơi một phát xuống đất luôn nhỉ. Cứ vào cạnh của núi. Vâng được. Rất hay. Và chúng ta đã thấy được là núi ở trong trò chơi này có thể leo lên được nhé. Chế độ turbo rất là ác liệt. Turbo sắp hết, turbo sắp hết, hết turbo. Turbo lên. Trời, quá ác liệt luôn. Ui, quá turbo lên thì mới có thể chui được qua vòng ấy nhé. Chứ không turbo thì không đi được. Ok. Này, mẹ bảo là mua luôn cái túi đựng bút đi. Chứ mẹ cái túi đựng bút đi.